không thể chịu nổi nữa rồi. Chia tay đi. Anh không cần em trả lại những ngày thanh xuân. Thời gian trôi dẹp đòi cũng có được đâu. Chỉ mong em trả lại sợi dây chuyền anh tặng cho em lúc kỷ niệm một năm đầu. Trả cho anh bộ đồ em đang mặc, trả 9 triệu đồng em mượn để mua xe. Còn nợ tiền ăn mỗi lần mình hò hẹn, trả hết đây rồi mình nói chuyện chia tay.